Ecomart xin chào anh chị. Ecomart xin giới thiệu anh chị dòng sản phẩm bình nóng lạnh đến từ thương hiệu Aristone với mã sản phẩm AL230 Lock. Bây giờ em sẽ trực tiếp mở sản phẩm để xem bên trong sản phẩm như thế nào nhé. Sản phẩm được cố định rất là chặt chẽ với đinh tán cũng như là lớp bao băng dính chắc chắn để chúng ta trong quá trình vận chuyển cũng như là di chuyển sẽ không bị cháy xước cũng như là không bị hỏng bên trong sản phẩm. Như sản phẩm anh chị có thể nhìn thấy đây, những phụ kiện đi kèm theo thì đây sẽ là móc treo ạ và đinh lở và đây là van một chiều ạ. Kèm tiếp theo là sách hướng dẫn và phiếu bảo hành của sản phẩm. Tiếp tới là đây là cục chống giật ạ. Và đây là xốp bảo vệ mặt trên của sản phẩm. Phần dưới của thùng thì như anh chị có thể nhìn thấy sẽ có thêm một lớp xốp chống xước của sản phẩm ạ. Và sản phẩm cũng được bao bì bởi một lớp ni lông chống xước. Mặt bề ngoài của sản phẩm như anh chị có thể nhìn thấy đây, thiết kế của bề ngoài rất là đẹp và cũng như sang trọng, thiết kế trăng đen và có lớp ni lông để bảo vệ bảng điều khiển. Với công suất làm nóng của máy lên đến 2500W thì để giúp chúng ta làm nước nóng sẽ nhanh hơn. Với dung tích là 30 lít thì chúng ta sẽ sử dụng được khoảng tầm từ 3 cho đến 5 người và nhiệt độ lên tối đa là sẽ khoảng tầm 80 độ C ạ. Và những chế độ an toàn của dòng Aristone với model sản phẩm trên thì sẽ có cầu dao chống rò điện của LCB, hệ thống an toàn TBSE và có dơ le ngắt quá nhiệt, có van xả an toàn, vi mạch kiểm soát an toàn và vỏ chống thấm nước IPX1 và có màn hình hiển thị nhiệt độ cũng như là hệ thống tạo ion bạc kháng khuẩn làm sạch nước. Thanh nhiệt được làm từ đồng làm nóng rất là nhanh và bền bỉ. Và chúng ta có thể tùy chỉnh nhiều mức độ. Sản phẩm thì bên em sẽ có bảo hành trong vòng 25 về phần điện và 75 về phần ruột bình. Trong khi với điều kiện là 15 anh chị thay thế thanh magie thường xuyên giúp em. Để đặt mua sản phẩm, anh chị ấn vào nút mua trên web ecomart.vn hoặc liên hệ trực tiếp qua nhân viên bán hàng tới số điện thoại 0243 965 6067 hoặc 0974 17 8586. Trân trọng cảm ơn.